Tuổi 20 của các tỷ phú Việt, người trượt đại học, người vay trăm triệu khởi nghiệp. Và chính em là người tiên là rớt đại học nhiều lần, không phải một lần, phải dùng từ ba lần. Không ai mà mạo hiểm mà nghe người con của mình về cái chiếc tha và bán nhà, tương lai vô định. Độ tuổi 20 có lẽ là lúc thế hệ trẻ có nhiều hoài bão với tương lai nhất. Vì thế, đa phần những gì bạn thể hiện và tích lũy được, hay thậm chí là cả cơ hội đánh mất ở độ tuổi 20 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến địa vị cùng hoàn cảnh sống sau này. Chắc hẳn rằng không ít người tò mò những vị tỷ phú Việt Nam sở hữu gia tài bạc tỷ đã làm gì ở tuổi 20 để thành công đến vậy. Chẳng phải ai cũng thuận buồm xuôi gió theo con đường ban đầu lựa chọn. Họ cũng có thất bại, cũng đã rất nỗ lực, nhưng hơn hết là dám nghĩ, dám làm. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nha Trang. Ông luôn nuôi dưỡng ý chí làm giàu từ khi mới 10 tuổi và theo định hướng của gia đình thì ông Vũ suýt trở thành một bác sĩ. Năm 19 tuổi, sau khi đỗ đại học y Tây Nguyên, ông vừa đi học vừa phải đi làm thêm để kiếm sống. Nhưng khi đến năm thứ 3 đại học, ông nhận thấy mình không hợp ngành y nên quyết định từ bỏ. Ở độ tuổi 25, Đặng Lê Nguyên Vũ cùng 3 người bạn lập nên hãng cà phê Trung Nguyên. Vốn ban đầu chỉ có diện tích vài mét vuông với chiếc máy rang xay cà phê cũ kỹ. Ông phải vay mượn nhờ vả gia đình để có đủ vốn khởi nghiệp. Người bàn bạc với gia đình là con muốn làm cà phê thì tôi với chồng tôi thống nhất là bán hai căn nhà. Tôi có người cháu 25 triệu còn mượn của người bạn của Vũ là một chiếc xe Honda để tới 15 triệu để mà lên cho con tôi lập nghiệp. Nhưng vì năm ấy tuổi đời còn trẻ, không một ai tin tưởng rằng ông Vũ sẽ thành công như bây giờ. Tuy nhiên, chưa đến 10 năm, thương hiệu Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã được xem là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Việt Nam. Với thành công này, các tạp chí nổi tiếng của nước ngoài như Geographic, Traveler hay Forbes đều vinh danh ông là ông vua cà phê Việt. Ông Đoàn Nguyên Đức. Ông Đoàn Nguyên Đức hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là Bầu Đức, sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Vì thế, tuổi thơ từng phải nhịn đói để đi phụ giúp việc cho cha mẹ, nên ông thường nghĩ đến phải làm thế nào để thay đổi cuộc sống. Sau khi học xong lớp 12, Bầu Đức khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh để thi đại học, mang theo tham vọng đổi đời từ thuở ấu thơ. Tuy nhiên, đáng buồn là ông lại thi trượt, sau đó dù đã ôn luyện rất nhiều, vẫn không thể đỗ đại học. Không thể chạm đến cánh cửa đại học, ông quyết định tạm từ bỏ con đường học vấn. Năm 22 tuổi, Bầu Đức chọn cách khởi nghiệp bằng trường đời. Mà không còn có một cái gì gọi là tia hy vọng cuối cùng thì buộc em phải chọn con đường, lao thâm vào con đường kinh doanh lập nghiệp. Lập thuê đủ mọi nghề để kiếm tiền, sau một thời gian, ông có được phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế học sinh. Đây cũng chính là tiền đề để sau này hình thành nên tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng. Bà Mai Kiều Liên. Bà Mai Kiều Liên được xem là linh hồn của công ty sữa lớn nhất Việt Nam và đã có 40 năm dẫn dắt Vinamilk trở nên lớn mạnh. Bà sinh ra tại Paris, Pháp và là con của một bác sĩ. Chính cha của bà Liên đã dẫn dắt, định hướng cho tương lai của bà. Đi theo ngành sữa là theo lời khuyên của ba tôi. Theo báo Nhân dân, năm 20 tuổi, bà Mai Kiều Liên đang là cô sinh viên tại Đại học Chế biến Thịt và Sữa ở Nga. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1976, bà trở về Việt Nam làm kỹ sư phụ trách khối sản xuất sữa đặc và sữa chua của nhà máy sữa Trường Thọ. Bằng sự thông minh, quyết liệt và sáng tạo, ở tuổi 39, bà Liên được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Vinamilk. Bà cũng là người đầu tiên được Forbes Việt Nam vinh danh giải thưởng thành tựu trọn đời bởi tư tưởng đổi mới sáng tạo, khả năng hoạch định chiến lược đúng đắn. Ông Phạm Nhật Vượng. Trong cuối, Phạm Nhật Vượng là tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện tại và xếp hạng 344 trên thế giới theo Forbes. Song để có được ngày hôm nay, con đường khởi nghiệp của ông cũng có lắm thăng trầm. Trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, sau khi đỗ điểm cao vào Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội và được chọn đi du học ở Nga năm 1987, ông chỉ có duy nhất một ước mơ, đó là làm sao cho bớt khổ. Hoàn thành việc học tại Nga, ông gặp và cưới vợ mình là bà Phạm Thu Hương, rồi cả hai cùng chuyển đến Kharkov, Ukraine sinh sống. Ông vợ khi ấy trong tay chỉ có khoảng 10.000 đô, xấp xỉ 230 triệu đồng. Bằng số vốn ít ỏi này, ông đã mở nhà hàng và nhanh chóng đạt được thành công. Sau khi khủng hoảng kinh tế tài chính xảy ra, ông lại cùng bạn chuyển hướng kinh doanh sang sản xuất mì ăn liền với các sản phẩm được bán rộng rãi tại 30 quốc gia và thành lập công ty thực phẩm. Đến đầu những năm 2000, ông Vượng quyết định bán lại doanh nghiệp của mình tại Kharkov rồi trở về Việt Nam lập nghiệp, thành lập nên tập đoàn Vingroup đầy danh tiếng hiện nay. Để thành công, không ai trong số những người trên đây không bỏ ra nỗ lực và trải qua thời gian thăng trầm. Dù cho các tỷ phú Việt có hoàn cảnh và các suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung của họ là luôn phấn đấu, đổi mới, sáng tạo trong công việc của mình. Hơn hết là họ dám nghĩ, dám làm. Trước tiên là mình phải rất đam mê.
Thứ hai nữa là phải rất nỗ lực, rất cố gắng và rất nghiêm túc với cái công việc đó. Đôi khi chúng ta thường tự nghĩ sao mình không có được xuất phát điểm tốt như người khác, nhưng quên mất rằng bản thân có thể tự cố gắng để lựa chọn đích đến cho tương lai của mình. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ hiện nay phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.